Chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ chơi Bubbly Playtime phiên bản mới. Nó có tên là gì? Project Playtime, là dự án Playtime các bạn. Và nhân vật mới trong cái tựa game này đó chính là cái con kế bên mình nè các bạn. Mình nhìn cái con này quen lắm luôn các bạn ơi. Và đây là chapter 1 nha các bạn. Wow, ở đây có rất là nhiều hình dạng quý con luôn các bạn ơi. Cái con này hình như tên là Boxer vậy các bạn. À, Monster Box đúng không? Nó là quái vật cái hộp gì đó. Ui, có con màu vàng nè. Con màu hồng dễ thương nữa chưa? Quá đẹp luôn các bạn. Nhiệm vụ của mình và team 500 anh em đang đứng ở đây đó là đi tìm những cái hộp nha các bạn ơi. Ở đây thằng Hảo đang nhảy nè, đó các bạn thấy chưa. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của tụi mình là phải đi tìm cái hộp để mình xem coi. À, ở đây có mấy cái hộp nè các bạn, rất là dễ tìm luôn. Rồi, một cái hộp nè, nhưng mà cái hộp này mình đem đi đâu đây? Ôi, hình như cái hộp là đem đi đâu nè các bạn. Ở đây là còn có một cái đường để đi qua nhà máy nè các bạn ơi. Đây chính là Bubbly Playtime phần 2. Đấy, lúc mà gặp Mommy và Long Legs nè các bạn. Nhưng mà cái thùng này đem đi đâu? Ôi, khoan đã. Bây giờ để mình đi tìm được cái chỗ mà gọi là để cái hộp này xem như thế nào các bạn ơi. Ơi mà khoan, cái con gì nó sắp xuất hiện rồi đó nha. Ý, cẩn thận các bạn ơi. Bây giờ mình lo mình chạy nè. Cái này là ngồi nè các bạn ơi. Còn chạy nhanh là cái nào? À, chạy nhanh là cái này đúng không? Rồi bây giờ là mình... À, đây. Mình sẽ đặt cái hộp ở đây nè các bạn ơi. Người ta kêu mình đặt cái hộp ở đây nè. À, rồi. Bây giờ cái con kia đâu? Ui, nó xuất hiện chưa ta? Để mình đi xung quanh mình tìm những cái hộp khác nữa các bạn. Ở đây hình như là cái chỗ nhà máy. Các bạn thấy không, ở cái phần này á, nhà máy nó là khác, khác cực kỳ luôn các bạn. Giờ là 1 giờ sáng rồi các bạn. Không biết là điều gì sẽ xảy ra khi mà 1 giờ sáng đây. Cái chỗ này là chỗ xuất hiện của con gọi là Hucky Wucky nè các bạn. Wow, rồi mình đem mấy cái hộp này đi trước đã các bạn ơi. Để rồi tính các bạn. Ui, mình thấy bắt đầu ghê rồi đó nha. Ghê quá các bạn ơi, mình đang đi tìm những cái hộp. Nhưng mà mình sợ cái con quái vật nó xuất hiện là sau lưng của mình quá. Bây giờ mình sẽ vô đây. Ui, nó kìa các bạn ơi. Nó đang đứng ở đây nè, các bạn thấy chưa? Ha các bạn. Ui, chạy đi, nó cười ha nè, nó bắt đi. Thằng Hào nè các bạn nhìn nè, thằng Hào liều nè các bạn ơi. Đây nè nè, thằng Hào nè, đứng liều chứ sao vẫn bị nó bắt à. Ui, nó còn biết cười nữa các bạn, con này ghê thiệt, biết nói chuyện luôn. Bây giờ mình lo đi tìm cái hộp trước đi các bạn ơi, tính. Come on. Ui, đây là những cánh tay màu xanh này các bạn nhớ không? Đó, lần trước bà gọi là Mommy Long Legs rồi mình gọi là tìm được cánh tay màu xanh các bạn. Rồi, bây giờ mình tranh thủ tìm được cái hộp nữa nè. Hiện tại bây giờ là 15 cái hộp rồi các bạn ơi. Ui, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Không biết là con quái vật nó đâu rồi. Ui, nó kìa, giờ sao đó? Nó chạy đi. Thằng Hào này nó bị cái gì mà nó bò không các bạn ơi? Chắc là hôm qua nó coi đá banh sung quá, nó đá chân vô cái giường cho nên là dưới chân nó què rồi đó. Mình nghĩ là như vậy các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ui trời. Cứu anh mấy đứa ơi, anh đi kẹt coi. Ơi no, bị kẹt rồi các bạn. Ui chạy được rồi. Ui hên quá. Ây da, hết stamina rồi. Hết stamina là chạy chậm lên nha các bạn. Ui giời ơi, no, tha cho anh đi. Tha cho anh đi, con boxer kia. No. Yeah, mình chạy quay được coi mọi người. Come on. Đặt cái này. Yeah. Rồi, được rồi. Wow, kìa. Thằng Hào nè, rồi, nó bắt được thằng Hào rồi các bạn ơi. No, thằng Hào chơi ngu quá. Ở trong đây còn nè, chắc chắn ở trong đây còn. Trong đây còn không? Hết rồi các bạn. Tụi nó lấy hết rồi. No, nó vô nó tìm mình. Trời ơi, đi theo mình làm gì không biết nữa, mình có làm gì nó đâu. Rõ ràng là mình không có gọi là chê nó hay là nói gì nó luôn bạn, mà nó đuổi theo mình. No. Từ từ đó các bạn ơi, để mình nói chuyện với nó. Ừ, nó đi rồi. Nó đi rồi các bạn, nhưng mà mình biết cái chiêu của mấy con này. Nó giả bộ đi ra ngoài xong nó đứng ngoài nó núp bạn, cẩn thận nha, có thể nó núp là ngay đây nè các bạn. Mình biết mấy cái... Ôi, chưa biết ngay mà. Tha cho tôi đi. Được. Để coi nó có trả lời không. Ui, nó tha cho mình các bạn. Ui, nó nghe lời mình. Được. Ê. Có thể đứng ngay đây nè các bạn ơi. Nó giả điên các bạn. Anh mày thông minh lắm, đừng có lừa anh. Rồi, ngay. Nó cố tình các bạn ơi. Nè, để mình xin nó. Xin hãy tha cho tôi một lần đi. Một lần thôi. Rồi, nó tha cho mình rồi các bạn ơi. Rồi, một đứa bắt rồi. Để em đánh nó. Và cái kết. Tha tôi đi. Rồi, chuẩn bị nè các bạn ơi. Chạy. Oh no, oh nét tường, nét tường. Nó tha cho mình rồi các bạn ơi. Cảm ơn nhiều nha. Tha cho tôi là tôi thắng luôn á. Nhưng mà bây giờ làm sao đây ta? Ui, nó ra kìa, thanh niên cẩn thận. Cẩn thận, nó đằng xuống lưng kìa. Nó xuống lưng. Chỉ cho nó mà nó không nghe, các bạn đi theo mình làm gì không biết nữa. Mình sẽ chạy đây mình tìm mấy cái hộp các bạn ơi. Còn 4 cái hộp nữa. Đây, một cái hộp đây nè. Nhanh lên. No. Đây. Núp ngay đây các bạn ơi.
nó kìa, nó đứng ngoài cửa sao mình ra được. Tính ra cái con này nó khôn thì các bạn. Đây, mình đứng ở đây nó không thấy mình đâu, nó không thấy mình đâu các bạn ơi. Nó không thấy mình. No, đường này đường cùng rồi. Đường này đường cùng rồi. No, tha đi. Tha đi please. Làm ơn tha cho tôi. No, làm ơn tha cho tôi. Ui, trời ơi, giờ sao đây các bạn ơi, yến mắt luôn. No, đừng, đừng mà, đừng, 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 đừng mà, đừng, 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 đừng. Trời ơi, cay quá các bạn. Tính ra cái con này nó nhây thật sự luôn bạn, nó nhây còn hơn con Husky nữa. Kìa, nó bắt được một đứa rồi, chạy thôi, tranh thủ chạy thôi, nó bắt một đứa rồi, chạy thôi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nó bắt được một đứa rồi, hên quá. Rồi, mình bỏ thêm cái hộp này vô đây nữa bạn. Rồi, còn nắp ba cái hộp nữa, nhanh lên, nhanh lên. Nó không biết mình vô đây đâu, nó không biết đâu, nó đi đâu. Nó thở rồi, nó biết mình trong này các bạn ơi. Nó thấy mình rồi. No, giờ sao đây? Ngồi xuống, nó không thấy mình đâu, nó không thấy mình đâu. Nó không thấy mình các bạn ơi. No, 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 no. Trời ơi, chúng nó ra ngoài thôi. Đường nào ta? Ê, cái này nó mở cửa nè. Let's go, ra ngoài thôi. Yeah, thắng rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ sống thử cuộc sống của Popsibu nha các bạn. Ở đây thì mình thấy nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau, có cả Husky Wuggy nữa các bạn. Nhưng mà tiếc là mình không có tiền để mình mua, mình chỉ đang sử dụng cái hình dạng nguyên bản của nó thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào cuộc sống của Popsibu xem như thế nào nha các bạn. Và mình đã trở thành Popsibu thật rồi nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi xung quanh cái gọi là nhà máy này để xem coi nó có thay đổi gì mới không. Thì hồi nãy các bạn cũng đã thấy vài cái đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đang là Popsibu, mình đang sống tại cái nhà máy Bubby Playtime này để xem coi. Wow, có người trong này các bạn, mình có thể nhìn được những cái người kia đang ở đâu nha các bạn ơi. Rồi, một tên, hai tên, ba tên à, rồi rồi rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm tụi nó để mình hù tụi nó các bạn ơi. Để mình ra ngoài đây, ra ngoài cổng coi coi có ai ngoài đây không. À, một đứa, hai đứa, ba đứa đây luôn các bạn ơi. À, AFK, AFK này à. Các bạn thấy Popsibu ghê không? Nó đang đứng đây làm gì ta, chắc nó AFK rồi các bạn ơi. Các bạn thấy ghê chưa? Rồi bây giờ thì mình tiếp tục. À, thanh niên này không chạy à, gặp mình mà không chạy à. Ủa đâu rồi? À, đây 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 các bạn ơi, ý nó chạy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ mình đang là Popsibu. À, cái tên của nó rõ ràng luôn rồi các bạn. Giờ mới biết tên nha. Ui, nó ra ra cả đống vậy nè. Thôi bây giờ mình sẽ gọi là tha tụi nó đi các bạn. Mình sẽ đi gọi là xung quanh ở đây để mình tìm gọi là những cái nơi khác để cho các bạn coi. Đó. Ui, thanh niên nào đây? À, hello, hello, chạy đi, chạy đi. Ủa sao mình, ủa không bắt được nó, áo vậy? Vẫn không bắt được nó các bạn ơi. Tuy là mình đứng gần nó lắm luôn rồi. Này thì không bắt được nè. À, mình phải đứng sát thì là sát nó luôn thì mình mới bắt được nó nha các bạn. Úi giời ơi, bây giờ lại xem coi. Wow, quá, bốn đứa luôn các bạn. Ngon lành, bây giờ các ngươi đã dám đột nhập vào nhà máy của ta ư? Được rồi, các ngươi đã sẵn sàng chưa? Chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Đấy, chạy tuột quần luôn cũng được, miễn sao là thoát được ta. Nhưng mà trước tiên là phải bắt tên này trước, nó không chịu chạy các bạn ơi. Rồi, để xem con bé này sao đây. Hello, hello em gái. Ai, đi đâu đây, đi đâu đây? Này thì chạy đâu đây nè, các bạn thấy ghê chưa? Rồi, bây giờ là chúng ta tiếp tục nào. Đây, 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 đây. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui, nó chạy nhanh cho ta. Chạy đâu, chạy đâu. Trời ơi các bạn ơi, đây, để mình xem coi. Có một đứa đây, hai đứa ở đây. À, vậy là còn hai đứa này các bạn. Chạy đâu, hai đứa này cù bắp lắm. Ui, chạy, chạy, ui. Rõ ràng mình đứng gần nó luôn mà không bắt được nó. Chạy đâu, bắt nó. Hai đứa luôn nè, double kill nè, double kill. Ủa, không double kill à, phải bắt từng đứa à. Rồi, chạy đâu nè. Yeah, mình đã bắt được thành công rồi các bạn ơi. Yeah, bây giờ là mình đang sống trong đây mà. Chỉ cần có đứa nào mà nó đột nhập vô đây một cái thôi là mình sẽ bắt tụi nó liền các bạn. Mình đã hiểu lý do tại sao cái con Popsibu này xuất hiện ở đây rồi các bạn ơi. Nó là người gọi là canh gác trong cái nhà máy Bubby Playtime này các bạn. Nãy giờ mình bắt rất là nhiều đứa rồi các bạn. Nhưng mà tụi nó bắt xong cái có đứa khác vô trong cái máy này, cứ bắt xong là có một đứa khác nó vô. Đó là tại vì sao mà con này xuất hiện ở đây. Nó sẽ gọi là cai quản ở đây, không cho ai vô nhà máy này, để gọi là phá bà gọi là Mommy Long Legs và gọi là Husky Wuggy các bạn. Đó, giống như kiểu nó là bảo vệ các bạn ơi. Rồi, lại một thanh niên ở từ từ ở đâu xuất hiện ở đây đây. À, nó không thấy mình nè. À, nó thấy mình rồi các bạn. Mình tưởng nó không thấy mình, nó lủi vô mình luôn chứ. Hello, tha cho ngươi lần này đó. Bây giờ ta đi tìm một tên khác đây. Đấy, mình đang sống ở đây và mình sẽ cai quản ở đây. Ôi, hello. Ui, 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 làm gì vậy? Nó thấy mình, nó sợ, nó không dám lên các bạn ơi. Hello, làm gì núp ở đó vậy? Nó bơi các bạn, làm như mình không thấy nó vậy sao á. Trời ơi, ô,
rõ à, mình vừa mới bắt được một thanh niên luôn các bạn, nó đứng kế bên mình luôn, mình không thấy, mình không thấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên thôi các bạn ơi. Đấy, nhìn tội nghiệp cho thanh niên kia quá, tha cho nó đi các bạn. À, cho tụi nó tham quan cái nhà máy này đi, rồi sau đó mình bắt tụi nó. À, bây giờ làm sao đây, tụi nó đâu hết rồi ta? Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô trong chỗ này xem coi có ai trong đây không. Mình đang gọi là đi, gọi là giống như là kiểu gì ta, đi giống như tuần tra vậy các bạn. Ủa, ui, cái chỗ này có phải là cái chỗ con hất yếu kia nó xuất hiện lần trước mình gọi là thoát khỏi bà mẹ mummy lon lét không? Các bạn nhớ không? Trong cái ống này nè, hất yếu kia nó chui ra nè. Wow, đó, mình đang đi tuần tra xem coi là trong đây có ai không? Không có người. À, cái bắt đầu mình đổi vị trí. À, để xem coi ngoài này có ai không đã. Nãy giờ tụi nó cứ chạy lằng ngoằng ở đây nhiều lắm. Mà mình a à, có một thanh niên ở đây nè các bạn ơi. Nhưng mà nó AFK rồi, mình sẽ tha cho nó các bạn. Tại vì nó AFK đâu. À, đây. Hello, chạy đâu? chạy đâu? Trời, nó không biết né mình nè. À. Ui, rồi mình cho tụi nó chạy thoải mái bạn. Không, mình nói rồi, cuộc sống của con Bobsibu này mình thấy khá là vui các bạn. Có rất là nhiều người muốn vô đây để khám phá và nó là cái người canh gác ở đây. Cứ ai vô là nó dí theo người. Các bạn nhìn hình dạng con này, mình nói thiệt bạn, mình giống cái con gì các bạn ơi, giống Buddy hay sao á. Buddy mà gọi là bị đánh đó bạn. Rồi chạy đâu, đứng im nào. Ui, nó té rồi. Ui, vẫn không bắt được nó, vẫn không bắt được hả? Nó té bạn, nó đang chạy nó té. Ui giời ơi, thanh niên làm gì đây? Ui, nó né được. Này thì né với chúng tôi, đang ở đâu, xuất hiện đây. Trời ơi em ơi, tội nghiệp nhỏ đang chuẩn bị đi lên gặp mình, quay đầu luôn bạn ơi, quay xe. Rồi bơi đi, đúng rồi, cái này mình dám chắc với các bạn, đây không phải là hồ bơi nha. Mình nghĩ đây là một cái phòng nghiên cứu có nước ở đây, chứ không thể nào mà hồ bơi được. Hồ bơi ai làm kiểu này? Chạy đâu? Đó rồi ta. Chạy đâu nè. Ghê chưa? Rồi let's go. Đi tới đây. Thời gian sắp hết rồi các bạn ơi. 7 giờ sáng là hết giờ, mà giờ 6 giờ 55 rồi, còn ai nữa không? Hết rồi, không còn một người nào luôn các bạn ơi. Game over. Yeah. Vậy là mình đã chiến thắng rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu tụi này đừng quên là cho mình một like và đừng quên share và subscribe bị cỡ nữa bạn và chơi muốn mộ mình nha. Rồi và các bạn thấy mình trở thành cuộc sống của Bobsibu như thế nào? Đây, nó chính nó đây bạn ơi. Đấy. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.